Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, hiện nay trong buổi chiều ngày 26 tháng 7, sau khi mà đến Hamilton vào buổi sáng ngày hôm nay ở New Zealand, thì đội tuyển nữ Việt Nam đã lập tức để bước vào buổi tập đầu tiên tại sân đó là Paris để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, lượt trận thứ hai bảng E của World Cup nữ 2023. Và để nói về trận đấu sắp tới gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thì vừa qua FIFA đã bố trí cho đội tuyển nữ Việt Nam tập ở trên sân có một cái tiêu chuẩn khá giống so với sân thi đấu chính. Bởi sân thi đấu chính thức thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không được vào tập luyện vì lý do là không muốn mặt cỏ tại sân ở nơi đây gặp vấn đề trong trận đấu vào ngày mai, ngày 27 tháng 7. Bởi chúng ta đều biết rằng là tất cả những cái hình ảnh mà FIFA đưa lên về vòng chung kết World Cup nữ 2023 thì họ cũng đều muốn nó phải lung linh, thực sự là vô cùng tuyệt vời. Đây có lẽ cũng sẽ là một trong những khó khăn lớn dành cho đội tuyển nữ Việt Nam, bởi chúng ta đều biết rằng nếu như có một quãng thời gian nho nhỏ thôi để chúng ta có thể tập luyện ở trên sân thi đấu chính thức thì điều đó đương nhiên là sẽ tốt hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam nhiều, bởi chúng ta cần phải làm quen về mặt không gian, về mặt sân bãi và rất nhiều thứ khác nữa. Đương nhiên điều đó sẽ tốt hơn là việc chúng ta không được tập luyện bất cứ một phút nào. Thế nhưng vào buổi chiều ngày hôm nay, chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ được phép đó là đi dạo vòng quanh sân thôi để chúng ta làm quen một chút về cái không khí, về cái không gian ở nơi đây thôi. Vì dù sao thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là được tập luyện một chút thì tốt hơn. Nhưng hiện nay thì với việc buổi chiều chúng ta vẫn sẽ được vào sân, được tham quan một đôi chút thì có lẽ rằng là đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn. Bởi thực tế là chúng ta cũng đã thi đấu rất nhiều trận đấu ở châu Âu, những trận đấu giao hữu gần đây rồi. Thì việc mà chúng ta có thể quen được sân bãi sớm thì có lẽ rằng là cũng điều không quá khó khăn đâu. Quý vị và các bạn cũng không cần phải quá lo lắng về đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta về cái thông tin này đâu nhé. Còn hiện nay thì trong buổi tập vào buổi chiều ngày 26 tháng 7, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tiếp tục rèn luyện các kỹ chiến thuật về các bài tủ cho đội tuyển nữ Việt Nam. So với trận đấu ra quân gặp đội tuyển nữ Mỹ thì hiện nay đội tuyển nữ Việt Nam được dự báo rằng chúng ta sẽ cố gắng để mạnh dạn và sẽ dám chơi mạo hiểm hơn ở trong trận đấu gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Theo ghi nhận thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã rất cố gắng, nỗ lực và chúng ta đang có được một cái tâm trạng tốt nhất để chuẩn bị cho cái buổi tập cũng như trận đấu sắp tới gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Và bên cạnh đó thì huấn luyện viên Mai Đức Chung đã yêu cầu đội tuyển nữ Việt Nam là phải tập nhuần nhuyễn ba cái giáo án quan trọng nhất. Thứ nhất đó chính là khả năng tranh chấp bóng bổng và tổ chức gây sức ép trước đối thủ, và cuối cùng đó là bài tập về mặt tốc độ. Đương nhiên đây sẽ là ba bài tập rất quan trọng. Thứ nhất là khả năng tranh chấp bóng bổng thì tôi nghĩ rằng là trong trận đấu gặp đội tuyển nữ Mỹ chúng ta đã làm rất tốt cái câu chuyện này rồi. Chúng ta không để cho đối thủ có thể thành công trong những pha tranh chấp bóng bổng với mình, mặc dù là chúng ta không có thể hình cao to. Và cái dẫn chứng có lẽ rằng là cụ thể nhất đó chính là việc thủ môn Kim Thanh đã có tới 5 lần cản phá trên không thành công, đạt tỷ lệ tới 100%. Đó là điều mà chúng ta đã làm tốt và hy vọng rằng là cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa trong trận đấu gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Và cái bài thứ hai đó là tốc độ, đương nhiên là cần thiết, bởi thực tế là với đội tuyển nữ Việt Nam, trận đấu sắp tới chúng ta sẽ vẫn chơi theo cái phong thái đó là phòng ngự phản công. Và việc chúng ta cần có những cầu thủ tốc độ đeo bám tốt ở hàng phòng ngự để hạn chế sự nguy hiểm. Và đương nhiên cũng cần có những cầu thủ có những tốc độ tốt như là Thành Nhã để tận dụng những pha phản công nhanh chớp nhoáng mà đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta sẽ tạo ra được. Và đương nhiên gây sức ép cho đối thủ thì cũng là điều cần thiết thôi, để cho đối thủ không có nhiều cái khoảng không gian để mà tự do chơi bóng, giống như những gì mà chúng ta cũng đã làm rất tốt trong trận đấu gặp đội tuyển nữ Mỹ. Mặc dù thể hình không tốt, thể lực cũng không bằng thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta vẫn liên tục đeo bám trong suốt cả 107 phút thi đấu ở trên sân và không cho đối thủ có nhiều cơ hội. Và những bàn thắng mà Mỹ có được thì cũng một phần là cũng có may mắn dành cho đội bóng đương kim vô địch thế giới mà thôi. Còn hiện nay thì chúng ta đội tuyển nữ Việt Nam cũng có sẽ trở lại của những cầu thủ sẽ có được một cái nền tảng thể lực tốt nhất, đó là Trương Thị Kiều, đó là Thanh Nhã, đó là Hải Vân hay là Hải Yến. Những cầu thủ đương nhiên là sẽ giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vận hành được một cái lối chơi tốt nhất trong trận đấu gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Trương Thị Kiều vừa qua trong trận đấu gặp tuyển Mỹ thì có vẻ như là cũng đang có một chút cái vấn đề khi mà chưa hồi phục hoàn toàn, khi mà nó có một pha che chắn bóng không thành công. Tuy nhiên dù sao với việc Trương Thị Kiều trở lại trong trận đấu vào ngày mai, ngày 27 tháng 7 sẽ giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giảm bớt đi rất nhiều những đợt tấn công hãm thành của đối thủ, những áp lực mà đối thủ sẽ mang lại. Có những cầu thủ như là Thanh Nhã tốc độ hay là Dương Thị Vân rồi Hải Yến có khả năng rất mạnh về khả năng kiểm soát bóng, tốc độ, kỹ thuật và dứt điểm.
Sự trở lại đó đương nhiên sẽ là cực kỳ quan trọng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu vào ngày mai. Vâng thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì với một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tự tin để chúng ta có thể tạo ra những sự bất ngờ cho đội tuyển nữ Bồ Đào Nha bằng những miếng đánh của mình. Thế nhưng mới đây theo một cựu tuyển thủ, một huấn luyện viên đó là Văn Thị Thành, một cầu thủ cũng rất nổi tiếng của bóng đá nữ Việt Nam có một chia sẻ rằng đó là đội tuyển nữ Việt Nam cần phải mạo hiểm và chấp nhận rủi ro để mà ghi bàn thắng trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Chia sẻ về trận đấu vào ngày mai gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thì huấn luyện viên cũng như là cựu tuyển thủ của đội tuyển nữ quốc gia đó là Văn Thị Thành có nhận định về đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam như thế này. Thành có xem trận đấu Bồ Đào Nha gặp Hà Lan rồi để tìm hiểu Bồ Đào Nha. Để vào vòng chung kết World Cup nữ 2023 này thì Bồ Đào Nha đã phải tranh vé vớt. Thế nhưng đấy là vé vớt ở một đội có một khu vực có trình độ bóng đá nữ là rất cao. Bồ Đào Nha khi mà đá sở hữu thắng đã thắng cả đội tuyển New Zealand. Trong khi đó thì chúng ta Việt Nam thua New Zealand với tỷ số đó là 0-2. Dù bóng đá không có tính chất bắc cầu nhưng hai kết quả quá trái ngược như trên cũng nói được khá nhiều những vấn đề. Bồ Đào Nha đến từ một nền bóng đá tại châu Âu vốn phát triển rất cao cho nên không thể coi thường họ được. Họ thua đương kim Á quân World Cup Hà Lan thì cũng chỉ có đúng một bàn thôi. Khi chúng ta đá với đội tuyển nữ Mỹ, đối phương không áp sát nhiều cho nên chúng ta phần nào cũng dễ chơi hơn. Thì Bồ Đào Nha thì sẽ áp sát rất nhanh, rất mạnh mẽ ở một tầm cao. Khi đó thì chúng ta sẽ rất khó đá, rất khó kiểm soát được mặt thế trận. Bồ Đào Nha họ chơi tấn công thì có lúc nhanh lúc chậm cho nên cũng khó để có thể đề phòng. Còn Mỹ đá với chúng ta thì nhịp độ của họ dồn dập, thế nhưng khá là đều, không quyết liệt giống như là Bồ Đào Nha, thiếu đi những sự bất ngờ. Tất nhiên có thể là do trận đấu đầu tiên cho lên đội tuyển Mỹ, họ vẫn chưa phát huy được 100% sức mạnh của mình. Và bây giờ thì chúng ta gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, ở lượt trận thứ hai thì Bồ Đào Nha họ cũng sẽ dần quen được nhịp độ thi đấu hơn rồi. Họ gây khó khăn hơn nhiều cho chúng ta, chắc chắn đó sẽ là điều dễ hiểu. Và về tính chất thì đương nhiên, Bồ Đào Nha họ sẽ buộc phải thắng đội tuyển nữ Việt Nam để lui tham vọng đi tiếp. Và trước một đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng rất mạnh thì Văn Thị Thành, một cựu tuyển thủ của tuyển cử nữ quốc gia Việt Nam cho rằng là Việt Nam của chúng ta cần phải đẩy cao tấn công khi mà chúng ta có những cơ hội thay vì việc là chúng ta chỉ phòng ngự trước giống như đội tuyển nước Mỹ thôi. Và sau đó thì thưa quý vị và các bạn, Văn Thị Thành có tiếp tục chia sẻ về cách chơi mà đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta có thể đá với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha như thế này. Về cách tiếp cận trận đấu thì gặp những đối thủ vượt trội, chúng ta cũng chỉ có thể đá chậm, thăm dò đối thủ rồi tính tiếp. Chúng ta đương nhiên không thể chơi thoáng, không thể chơi passing với họ được vì sẽ thua rất là nhiều bàn. Tôi nghĩ rằng là trận đấu gặp Bồ Đào Nha thì áp lực sẽ lớn hơn với đội tuyển nữ Việt Nam khi mà Philippines vừa qua vừa thắng New Zealand với tỷ số đó là 1-0. Và chúng ta cũng rất cần có những bàn thắng, không thể rời giải trắng tay được. Dù có thua 5 bàn mà ghi được 1 bàn thì cũng vô cùng giá trị rồi. Chúng ta cần có nền tảng và mặt tương lai, chơi bóng đúng nghĩa, chơi cống hiến. Như thế thì chúng ta vẫn cần phải đẩy lên tấn công khi mà chúng ta có cơ hội. Dù rủi ro là sẽ thua đậm hơn khi mà gặp Mỹ. Trận đấu gặp đội tuyển Bồ Đào Nha thì chúng ta nên có bàn thắng, dù có thua đậm thì chẳng nữa. Chúng ta chấp nhận tham gia giải lần đầu để học hỏi cũng như là có những tính toán về các cả phương án khác nhau. Và bên cạnh đó thì theo quan sát của huấn luyện viên Văn Thị Thành, một cựu tuyển thủ của đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam, thì cô ấy cũng chỉ ra những sơ hở hiếm hoi của đội bóng này mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể khai thác được, và chúng tôi xin gửi đến quý vị và bạn ngay sau đây. Đó là Văn Thị Thành có chia sẻ rằng: theo quan điểm của tôi thì tôi quan sát rằng Bồ Đào Nha chỉ có một vấn đề để ta khai thác ghi bàn. Đấy là khoảng cách giữa các tiền vệ với trung vệ của họ lúc tấn công hơi xa. Thậm chí khi họ tấn công, ngay cả các trung vệ của họ cũng sẽ dâng lên rất cao, để lại một khoảng trống ở phía sau. Chúng ta khai thác được điểm đó thì sẽ là rất tốt. Còn lại thì Bồ Đào Nha chẳng có điểm yếu gì so với Việt Nam khi mà hai cánh của họ cũng là rất mạnh. Thanh Nhã, Bích Thùy của chúng ta cũng rất tốt, thế nhưng để so với Bồ Đào Nha có lẽ rằng vẫn chưa là gì cả. Và kết lại với câu chuyện một chút thì Văn Thị Thành, cựu tuyển thủ của tuyển quốc gia nữ Việt Nam có nghĩ về tỷ số đó sẽ là 5-1. Và cô nói rằng để có được một bàn thắng thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải chịu một rủi ro rất lớn. Và đó là những gì mà một cựu tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam Văn Thị Thành có nói về cái cách chơi một tuyển nữ Việt Nam chúng ta sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha. Có nghĩa là chúng ta sẽ đổi lấy 5 bàn thua để kiếm lấy một bàn thắng. Và thực sự với cá nhân chúng tôi thì tôi cũng chẳng dám nói trước về mặt kết quả trong trận đấu này sẽ là như thế nào đâu. Nhưng với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là việc chúng ta có được bàn thắng đầu tiên thì đó sẽ là điều rất là tốt. Và việc thủng lưới nhiều để mà khi chơi tấn công thì điều đó là đương nhiên khi mà đối thủ là rất mạnh.
và chúng ta nếu dâng lên tấn công dâng cao thì việc chúng ta để thủng lưới nhiều hơn so với trận đấu tuyển nữ Mỹ thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra thôi. Nhưng với đội tuyển nữ Việt Nam thì tôi vẫn rất hy vọng rằng là thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn sẽ có những tính toán thực sự rất cụ thể, chi tiết và sẵn sàng cho cái trận đấu này. Chúng ta hoàn toàn có thể ghi bàn và chúng ta hoàn toàn sẽ có thể cố gắng giữ được sạch lưới và biết đâu đó vẫn sẽ có một kỳ tích thì sao. Đương nhiên là với một đội bóng như Bồ Đào Nha, một đội bóng ở châu Âu, chúng ta khó lòng có thể so sánh với bóng đá của Đông Nam Á hay là bóng đá của châu Á được. Mặc dù thứ hạng của hai đội cũng chỉ cách nhau có là 11 thứ hạng thôi, nhưng điều đó chưa thể nào mà nói hết được về cái sức mạnh của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha được. Chúng ta sẽ đối đầu với họ vào ngày mai và hy vọng rằng với những gì mà những Bích Thùy hay là những cầu thủ như là Huỳnh Như đã có những chia sẻ trước khi trận đấu diễn ra, rằng là với Huỳnh Như thì đã có rất nhiều kinh nghiệm đối đầu với các đối thủ này, và giờ đây thì những cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam đang quyết tâm rất cao để cố gắng làm sao thực hiện hết sức tuân thủ chiến thuật của đội tuyển mà khi mà ban huấn luyện đã đề ra, và điều đó đương nhiên sẽ mang đến cho đội tuyển nữ Việt Nam có một cái kết quả tích cực hơn. Mọi thứ sẽ ở phía trước và hy vọng rằng sẽ có một chút cái may mắn dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta sẽ ghi bàn và biết đâu đó sẽ mang đến một kỳ tích, những điểm số đầu tiên trong lần đầu tiên mà chúng ta tham dự World Cup nữ thì sao, phải không ạ? Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những cái thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho bóng đá STV một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay nhé. Tới đây thì bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.